Hello, xin chào mọi người, chào mừng mọi người đã trở lại với channel của mình và mình là Lộc Sutaki. Trong video ngày hôm nay thì mình sẽ tiếp tục với Real Life Craft và tiếp tục một chuyến khám phá mới. Nhưng mà lần này thì mình sẽ mang theo một cái bản đồ. Đầu tiên để chế tạo được bản đồ thì mình cần phải có những cái quyển sách trước cái đã. Rồi giờ thì mình sẽ lấy một cái da ra và làm một cái quyển sách nhá. Quyển sách đặt như vậy. Kế tiếp thì mình sẽ lấy một cái túi mật ra và kết hợp với một sợi lông và quyển sách để tạo ra được một cái quyển sách và bút lông. Và mình có thể chế tạo được một cái atlas đấy. Công thức của atlas thì chúng ta cần phải có thêm một cái la bàn nữa. Giờ thì mình sẽ lấy một cái redstone mình có duy nhất nè và bốn cái sắt để làm ra một cái la bàn nhá. Có được cái quyển atlas này thì mình sẽ không sợ đi lạc nữa, tại vì nó sẽ giúp mình định vị được khu vực nhà đang ở ấy. Rồi, mình đã được một cái empty atlas rồi nè. Giờ thì mình sẽ mở nó ra luôn. Mở ra một cái. Trên góc phải bây giờ đã có một cái giống như là bản đồ vậy đó. Giờ thì mình có thể đưa qua tay trái nè và mang nó theo ở khắp mọi nơi luôn. Đặc biệt hơn thì mình còn có thể đặt điểm nữa. Ở đây thì mình sẽ đặt một cái điểm ngay tại chỗ mình đang ở luôn nhá. Đặt là home đi. Đó là ngôi nhà của mình đang sống. Và đây hình cái nhà luôn nè. Rồi, ổn áp. Kế tiếp thì mình sẽ chế tạo thêm một cái khiên nữa để mình có thể chiến đấu một cách dễ dàng hơn ấy. Và lần này thì mình sẽ chế tạo cái khiên bằng sắt đi, tại vì khiên sắt thì nó sẽ kiên cố hơn á. Nhưng mình cần phải chế tạo một cái khiên bằng gỗ trước. Đầu tiên thì mình sẽ lấy những cái thân gỗ này ra nè, sau đó cưa ra thành mấy cái que thôi. Và hiện tại nhiệt độ trong nhà của mình đang rất là cao luôn nè. Một xíu chắc mình phải làm một cái máy lạnh á, để không thôi nắng như vậy thì nhiệt độ nó sẽ lên và mình sẽ bị sốc nhiệt ấy. Rồi, làm một cái khiên thôi. Đặt theo công thức như vậy. Và mình cần có thêm sắt nữa. Nâng lên bằng sắt thì mình cần phải có 4 sắt lần hả? Ui, tốn sắt vậy, giờ mình còn có 12 thôi á. Chắc là phải có một chuyến đi mai trong thời gian gần rồi. Đặt theo hình dấu cộng. Có được một cái khiên sắt rồi nè. Nhưng để coi cấp độ phòng thủ của mình đang cấp 8 luôn. Tuyệt vời. Nhưng mà khi dùng khiên thì mình lại bị hiệu ứng mining fatigue rồi. Bị như vậy thì mình sẽ đánh hơi chậm ấy. Nhưng mà không sao đâu, dù sao thì cũng chống lại được những phát bắn của con skeleton. Và giờ thì mình sẽ xách ba lô lên nè. Ui, đập cái ba lô coi nó chậm chưa kìa. Đập không được ba lô hả? Vậy thì sao? Vậy thì được rồi nè. Mặc cái nón vào, cái quần và cái ủng mình mặc sẵn rồi. Kế tiếp thì mình sẽ lên đường về phía sau cái ngọn núi này nhá. Tại vì trong ngày hôm nay mình dự định sẽ đi khám phá về hướng bên đây ấy. Tại vì mình đã đi bên đây rồi nè, bên đây rồi luôn. Nên còn hướng này mình chưa đi. Giờ thì đi thôi nào. Và trên đường đi nếu mình gặp thêm mấy con quái thì mình sẽ tiêu diệt để tìm thêm kinh nghiệm. Và giờ thì mình đang bị nóng. Ui, tắm lẹ. Nóng quá. Ui thì tình mùa hè nóng hay luôn á. Ra đường một xíu là nóng chịu không nổi luôn. Ý là hay là mình phải cởi giáp ra bớt ta. Mình sợ mặc giáp nhiều quá nó bị hầm ấy. Chắc vậy á. Giờ thì trầm mình xuống nước một xíu coi nào. Và giờ mình có được một cái canteen chứa nước sạch nè. Mình sẽ mang theo nó trên đường đi nha. Để có nước sạch mà uống. Chứ nóng như vậy thì không có nước chịu không có nổi đâu. Rồi giờ đi tiếp thôi nào. Hy vọng nhiệt độ nó đừng có lên quá cao. Lên quá cao là mình chịu không có nổi đâu á. Rồi đi tiếp thôi. Cái tòa thành này thì hiện tại mình chưa có dám đánh tiếp. Vì bây giờ giáp của mình đâu có xịn đâu. Vô thì mấy con skeleton nó bắn vài hết lại ha, ngỡm cụ tỏi. Nên bỏ qua mấy cái tòa thành này đi. Giờ thì mình sẽ tập trung đi khám. Ui, gần cái tòa thành đá cuội này còn có một tòa thành obsidian nữa. Vậy mà ôi, vậy là thì ra cái lớp sương mù đã che mất cái tòa tháp obsidian này rồi. Ôi có em rồi. Ôi đập được không ta? Ôi đập được. Ôi có emerald nè. Và ôi chìa khóa emerald. Wow, emerald chết. Disenchantment. À, cái này dùng để tách sách hay sao ý? Và chế tạo được những cái ring nữa, những cái nhẫn. Wow. Tốt, được rồi. Vô tình nhặt được emerald luôn chứ. Cái nhẫn này một xíu về mình. Ui, nó cần nguyên một khối lận. Mà không sao, từ từ mình sẽ farm thêm. Ui, cái tòa tháp này chắc mình sẽ từ từ đánh xa luôn quá. Chứ bây giờ tòa tháp bằng đá cuội mình còn chưa đánh lại nữa. Giờ obsidian chắc trong kia quá nhiều dữ lắm ấy. Ui, có vẻ khó rồi. Thôi, tạm thời thì bỏ qua mấy cái tòa tháp này đi. Giờ thì tập trung vào việc đi khám phá thôi nào.
vẽ phía trước mình là nguyên một cái ngọn núi cao hay sao ấy, để mở cái atlas lên coi. Đúng không? Hình như phía trước mình là nguyên một cái ngọn núi luôn á. Nhảy xuống nước nè. Rồi, làm ngậm nước luôn coi. Ngậm nước cho mát lại nào. Ui, trên kia còn có con gì nữa kìa, không biết có quánh mình không ta. Mấy con bọ nó hung dữ lắm luôn ấy. Mình đi ngang thôi là nó bắt đầu hay nó kiếm chuyện, nó quánh mình rồi. Rồi, giờ thì cố gắng vượt qua cái ngọn núi này thôi. Ngọn núi cao vậy. Mà quên nữa, lên trên ngọn núi coi coi trên đó có cái gì đặc biệt không nha các bạn. Biết đâu trên ngọn núi này lại gặp rồng băng á. Gặp rồng băng thì mình sẽ đại chiến luôn. Tại vì bây giờ mình có một cây cung, có ống nhắm thôi mà, sợ gì mấy con rồng chứ. Rồi, đi lên trên thôi nào. Bên kia có một cái con khủng long. Wow, đây có bé cừu nữa. Ăn vô một miếng bánh mì để có sức đi tiếp thôi. Ôi, tuyết trắng xá luôn á. Có cừu thôi, mà công nhận cừu sống hay trên đây hay thiệt á. Mình trên đây đi còn thở ra khói luôn nè, mà mấy bé cừu vẫn sống trên đây bình thường, hay thiệt, hay thiệt. Rồi, coi coi. Ôi, đây có mấy bé dèo nè. Mấy bé dèo sẽ cho mình len á, giống như cừu vậy đó. Và đây có than, có đài bàn ở phía trước. Để coi coi. Mở bản đồ lên. Ui, phía trước mình có cái vùng đất gì ngộ vậy? Bên phải nè. Ủa, vùng đất gì ngộ vậy? Nó không có cây luôn á. Ui. Ồ, vùng đất gì? Ui, con nhện cũng bị biến đổi kìa. Ồ, quái vật còn xuất hiện cả ban ngày luôn. Ui, vùng đất này có vẻ nguy hiểm á. Uống miếng nước nào. Rồi. Giật. Ui, nó quýnh mình kìa. Ui. Ui, mấy con nhện đây nó hung dữ lắm luôn. Ui, nó còn có mấy cây nấm gì nữa nè. Xem coi nào, nấm này ăn được không ta. Để đổi ra cái defilement. Hình như đây dùng đất bóng tối thì phải á. Ui, ghê quá à. Ôi, nó còn có mấy cái cây cỏ gì nữa nè. Mình không thể đào được, mình phải gỡ cái kiên ra mới có thể đào được. Cái này có thể trồng được không ta. Ui, nó dùng để làm mũi tên à. Màu xịn á, coi có trồng được không. Ôi, là cái này chỉ có thể trồng được. Ui, cây này có độc nha. Không giỡn được, cây này có độc. Ui, những thứ có độc thì không nên đụng vô đâu. Ôi, nấm thì không sao. Ui, đằng kia có cái bộ xương đúng không. Đúng rồi, bộ quá thạch. Ôi, vậy là mình có được nguồn xương rồi nè. Quá thạch con gì mà to thế. Để mình thử coi. Đào ra coi có xương có làm được gì không. Chỉ để đổi ra bột xương thôi hả. Thì chắc mình không cần đâu. Tưởng đâu đổi ra mấy cái thanh xương á thì được. Ui, tòa tháp nữa. Bên kia có tòa tháp gì kìa. Đi luôn. vô tình lại gặp một tòa tháp rồi. Nếu mà tòa tháp này có vị trí thuận lợi một xíu thì chắc mình sẽ dời nhà qua đây ở ấy. Ui, đây có cái con gì màu vàng vàng đẹp dưới nè. Có đánh mình không? Bóc Wim. Con này dễ thương vậy. Không biết có thuần phục được không ta. Phải thuần phục được, mình sẽ cố gắng thuần phục một con để nuôi á. Trong đây sống một mình cũng hơi cô đơn, phải chỉ có mấy bé đó như vậy để bầu bạn thì vui biết mấy. Hình như đây là ngôi làng. Đúng rồi, ngôi làng có mấy cái hiệp sĩ kìa. Được nha. Rồi, vào trong ngôi làng coi. Ui, tòa tháp này có vẻ thích nhờ. Không biết con nên dời qua đây sống không ta, sống chung với mấy anh nhà làng ấy. Nhưng mà không được, sống chung thì mình lại bỏ cái cây bên kia nữa. Ui, đây có sách nè, sẽ lấy sách về. Ui, kệ sách thì chắc mình cũng mang về được á. Tại vì sắp tới mình muốn có một cái bàn enchant. Thành ra giờ có sách thì tranh thủ lấy về luôn đi. Rồi, qua đây và lên tiếp cái tầng trên cao thôi. Trên đây có gì không? Ui, bên đây có một cái nữa nè. Lấy sách về trước nè. Coi trong mấy cái rương này có gì tiếp theo nào. Redstone. Vậy là mình có thể làm được cái máy lạnh rồi. Tại vì hồi nãy mình lỡ dùng một cái redstone duy nhất để làm cái la bàn rồi. Và giờ cái redstone này thì mình sẽ dùng để làm cái máy lạnh nhá. Và đây có những cái rương. Mà rương trống không à. Ui, có cái đá phát sáng nè. Đá phát sáng thì mình sẽ lấy mang về. Tốt. Rồi. Có vẻ đây là mấy cái rương trống thôi.
À đường này mới có đồ nè. Đúng luôn, bánh mì. Táo thì chắc không cần đâu. Thức ăn này mình có rồi, không cần không cần. Và bây giờ thì mình sẽ chuẩn bị cái giường ngủ ra trước cái đã. Để ba lô xuống coi. Mình sẽ cho bớt sách vô trong đây nè. Sách vô. Emerald cho vô luôn. Nấm thì ui ui. Nấm của cái vùng đất bóng tối không nên đụng vào đâu. Mặc cái áo giáp vô nữa, quên. Nãy giờ mặc áo giáp vô lỡ có quái xuất hiện thế nào mình cũng bị nó one shot cho coi ấy. Và ui ui, quên lấy cái gì túi ngủ ra. Đó, đã có túi ngủ. Bây giờ mình sẽ ngủ một giấc trên cái tòa tháp này luôn. Ngủ một cái nào. Rồi, đã có thể ngủ được một giấc thoải mái trên tòa tháp của mấy anh dân làng. Bây giờ mình sẽ bắt đầu đi xuống dưới để chúng ta cùng nhau khám phá toàn bộ ngôi làng này nhá. Ồ, có vẻ ngôi làng này khá là to các bạn ơi. Quá trời nhà nè. Đầu tiên mình sẽ khám phá nhà nào ta. Nhà này đi, nhà này khá là gần mình. Rồi, vào trong luôn. Ui, có dân làng kìa. Ồ, có rương không? Ồ, có rương luôn. Có rương mà rương đóng mất tiêu rồi. Ui, nhưng mà sao... Ui, sao nhân làng kia? Mình có thể nhìn xuyên tường anh ta luôn á. Ồ, ảo vậy. Ôi, và bên đây là cái chỗ gì đây? À, đây là chỗ buôn bán đúng không? Có gỗ nè. Được, được, được. Gỗ tốt á. Và có rất là nhiều ván gỗ ở đây nữa. Tạm thời chắc mình sẽ lấy những cái thân về thôi. Còn ván thì từ từ mình sẽ lấy sau. Thôi lấy hết luôn đi, lỡ rồi. Sau này chắc mình sẽ hạn chế lại đây á. Tại vì nếu lại gần thì quái nó sẽ xuất hiện xung quanh đây rất là nhiều luôn, làm phiền mấy anh dân làng ở đây nữa. Rồi giờ thì mình sẽ coi coi. Nó còn một ít nè, mình sẽ lấy hết. Ở đây thì có bánh mì thì mình sẽ lấy tạm nè. Thịt heo thì... Ui, thịt heo thì ăn sẽ hồi rất là nhiều thức ăn luôn ấy. Ui, yên cưỡi. Có hai cái yên cưỡi luôn. Tuyệt vời, tuyệt vời. Giờ thì mình sẽ vào cái tòa nhà đi. Tòa nhà này có vẻ bự nè. Rồi, vào bên trong thôi. Ồ, có lò nún. Có gương. Có lúa mì. Vậy đây đây là nhà của bác nông dân rồi. Có quá trời lúa nè. Nhìn sơ qua là biết luôn á. Để lên tên đằng cao nhất coi. Trên đây thì không có gì hết. Ồ, cái này còn tầng nữa à. Nhà cao vậy. Cao thực sự luôn. Wow, quá trời mũi tên với cái cung tên nè. Mình coi coi, cái này nó giống nhau nên mình lấy tạm một cái đi. Nó có mũi tên rồi. Vậy là sắp tới mình có thể dùng cung thoải mái luôn. Bên đây thì hết rồi. vậy ổn rồi đó. Bây giờ thì mình sẽ đi xuống tuốt ở phía dưới nha, để chúng ta cùng nhau khám phá những cái nơi còn lại trong ngôi làng luôn thôi. Kế tiếp là nhà nào đây ta? Mình thấy trong... Ui, cái này là Waystone. Hầu như mỗi ngôi làng đều có một cái Waystone riêng các bạn ơi. Nhưng mà giờ mình không nên check điểm Waystone ở đây đâu. Lỡ mình có ngõm nên nó lại tele mình lại đây thì sao. Nên tạm thời không có check điểm ngay đó. Rồi, giờ vô nhà này thôi nào. Wow, nhà này xịn nha. Có thịt. Có đầu skeleton nè. Đầu skeleton chắc mình sẽ mang về đi. Cái này nhiều khi nó lại chế tạo những cái món đồ VIP á. Thức ăn sẽ cầm bên tay trái nè, để mình có thể ăn dễ dàng hơn. Và coi nào. Ui, rương trống không vậy? Mấy dân làng này toàn rương trống không à. Vậy là ngôi làng mình tìm thấy là ngôi làng nghèo rồi. Không có nhiều đồ cho mình. Chỗ này cũng đi rồi. Bên kia cũng đi rồi. Giờ qua đây đi. Bên đây có vẻ nhiều đồ hơn nè. Tại vì nhà này rất là bự luôn. Có cả tầng 2 nữa chứ. Và một cái cầu thang đi lên. Ồ, nhà này cũng... Ui. Nhà thiết kế kỳ vậy ông ngoài. Ăn trộm lấy hết đồ rồi sao? Trả cái đầu này đi. Rồi, lấy bánh mì nè. Cho vào đây. Kế tiếp là... Wow, lại là bánh mì nữa hả? Thôi, nhiều lắm rồi. Bánh mì nhiều lắm rồi. 45 ổ rồi đó. Lọ nước chắc mình sẽ mang đi. Để có gì một hồi mình khác mình uống luôn. Lên tên trần trên nào. Trần trên thì... đây có nữa nè. Lại một lọ nước nữa. Chắc bây giờ mình sẽ cắt bớt... những cái... gỗ vô trong quá à. Gỗ này thì rất là cần thiết cho mình trong việc xây dựng sắp tới ấy. Đỡ phải chặt. Tại vì trong đây chặt gỗ khá là phiền luôn. Cây mà đè trúng một cái là thế nào cũng ngổm á. Rồi, lấy cái bánh mì cho vào đây nè. Mình còn dư lại hả? Dư trả mấy nhân làng đi. Nhiều quá đâu có ăn hết đâu. Rồi, giờ đi xuống dưới và khám phá tiếp thôi. Có vẻ chỗ này hết rồi đó. Giờ thì khám phá cái nhà kế đây thôi nào. Kế cái nhà này mình thấy còn có một căn nhà cũng bự không kém. Đây, nhà này nè. Ôi, nó còn có... Hình như có treo tranh bên trong đúng không? Hồi nãy mình nhìn sơ qua thấy có bức tranh ấy. Đúng luôn, có bức tranh nè. Cái đèn nữa. Ồ, cái đèn kia thích nha. Rồi, coi nào, coi trong đây. Ui, đây là bản đồ đúng không? Hình như cái này là bản đồ á. Đúng rồi nè, cái này là bản đồ. Rồi, lấy vào.
Nhầm, lấy tay công mới được. Rồi sau đó nhét lại cho mấy anh dân làng. Vậy là đây là cái thư viện á các bạn. Có mấy anh dân làng thú hư đứng ở bên trong nè. Vậy có sách không? Có mấy cái quyển sách Enchant á. Ủa, thư viện mà. À đây, có nè. Ồ, quá trời sách luôn. Cái này là, ô cuốn sách được viết. Còn người ta viết cái gì đây? Thôi, cái này thư vuông tay sao ấy. Không, mình không đọc đâu. Sáp nệt 4. Wow, sắc bén 4 luôn. Cái này mà ép vô kiếm hết sảy, luôn. Và trên đây có mấy cái đèn nè, mình thích quá à, nên chắc mình sẽ xin mấy ảnh mang về đi. Cái này về mình gắn vô nhà mình ấy, cho nhà mình sáng sáng một xíu. Rồi, lấy về hết luôn nè. Rồi, đi tiếp thôi. Cái này là anh dân làng vẽ bản đồ. Mình không cần mấy anh dân làng như vậy, chủ yếu là mấy anh dân làng thú thư thôi. Bên đây cũng đi rồi. Vậy là bây giờ mình sẽ trở ngược lại bên đây hay sao ta? Đúng rồi, trở lại bên đây đi. Rồi, vậy là hình như mình khám phá hết ngôi làng rồi đó. Tính ra ngôi làng này cũng không có nhiều thứ tốt cho lắm. Được đúng cái quyển sách này là tốt thôi, tại vì sắc bén 4 khá là khó để tìm thấy ấy. Và hiện tại mình đang khát nước nữa nè. Tranh thủ uống một cái lọ nước luôn đi, sẵn tiện đang có nè. Uống thêm một lọ nữa cho mắt nó sáng hẳn luôn. Rồi, và khu vực bên đây thì đã đi hết rồi. Và đây hình như là một cái nhà thờ đúng không ta? Thông thường thì đây là nhà thờ á. Ồ đúng luôn. Nhà thờ coi có gì ở trên không. Có vẻ nhà thờ của ngôi làng này không có gì hết. Vẫn như bình thường, nhà thờ không có đồ các bạn ơi. Còn bên đây là nhà của bác thủ thư nè. Nhìn có mấy cây sách là biết rồi. Chắc mình sẽ xin cái sách trong nhà bác thủ thư này luôn. Lấy cái rìu ra chặt thôi. Lỡ tới làng thì lấy hết những thứ có thể mang về thôi các bạn ơi. Lấy hết về. Và ngôi làng này sẽ cực kỳ an toàn bởi vì có những cái hiệp sĩ bảo vệ xung quanh ấy, nên không sợ bị mấy con quái tấn công đâu. Và xem nào. Đằng kia có hiệp sĩ màu đỏ nữa kìa. Wow, xịn nha. Ui rồng á. Ui có rồng. Cái này là chỗ của rồng nè. Ui rồng kìa, nhưng... Ủa? Vậy là sao? Ồ, hình như rồng chết rồi các bạn ơi. Ủa sao kỳ vậy? Mình nhớ bình thường nếu có rồng á thì rồng sẽ tấn công những con vật xung quanh rất là dữ dội luôn. Mà lần này rồng nằm im ru hả? Cái này không phải ngủ thì đâu phải nằm hả miệng ra như vậy đâu. Hình như ngỡm rồi. Ủa làm gì mà ngỡm dữ vậy ta? Nhưng mà trước tiên thì mình cần cởi cái ba lô xuống trước cái đã. Để mình đặt cái này xuống nè, mình uống miếng nước coi, giờ khát nước quá trời rồi. Làm ngụm nước nào, rồi ổn hơn rồi đó. Ôi, vậy là rồng ngỗm rồi. Không biết ai là thủ phạm ta. Theo như mình đoán á, là những cái hiệp sĩ trong đây nè. Tại vì hiệp sĩ của ngôi làng á, có sức tấn công rất là dữ dội luôn. Khi mà dám tấn công ngôi làng là thế nào cũng bị mấy anh hiệp sĩ chiến đấu và bảo vệ ngôi làng á. Vứt bớt mấy cái đá này đi. Ôi. Mình đang có mấy cái lọ nè. Mình sẽ dùng một cái để mình có thể lấy máu rồng. Tại vì rồng khi mà ngõm á thì mình có thể lấy máu được. Và phần còn lại thì mình chỉ cần lấy hết mấy cái vải thôi. Tiệc cứu mèo. Coi rồng này rơi ra gì nhá. Trước tiên là mình thấy có xương rồng nè. Có tim rồng, có vải rồng. Để coi được bao nhiêu vải rồng nào. 7 vải rồng á. Có vẻ rồng này rơi khá là ít vải các bạn ơi. Đây còn tim rồng nữa nè. Mình sẽ cất bớt vô cái backpack của mình đi. Cất vào. Ồ, vải rồng là thứ quý giá. Thành ra không có để bên ngoài được đâu. Cất vào bớt luôn. Cất vào nè. Lấy cái này lại và ngủ một giấc luôn thôi. Tại vì bây giờ cũng trời tối rồi. Ui tử thần. Ui nguy hiểm thiệt á. Mới ngủ thôi đã gặp tử thần rồi. Và trong ngày hôm nay mình đã có được một lọ máu rồng rồi. Với lọ máu rồng này mình có thể chế tạo được kiếm rồng ấy. Wow, có kiếm rồng thì tuyệt, còn gì bằng nữa. Giờ thì cất xương rồng vào. Tại vì xương rồng là vật thiết yếu để mình có thể chế tạo ấy. Nhưng mà mình cần phải có thêm Wither Bone nữa. Vậy là còn khá là khó đây. Tại vì phải xuống Nether thì mới có được Wither Bone. Bây giờ mình sẽ lên đây thôi. Chưa, ở đây còn mấy cái rương nữa. Rút hết luôn cái đã. Áo giáp sắt. Mình đang có áo giáp lưới, ok chắc tạm thời đổi đi. Lấy áo giáp sắt về để mặc. Rồi, bên đây thì sao? Lại là áo giáp sắt.
tự dưng vô tình gặp được một con rồng chết chứ. Ừ, vậy là sắp tới mình cứ lại mấy ngôi làng thôi là có thể tìm được mấy xác của con rồng mà. Ừ, được á, được á. Rồi lấy mấy cái xác này về. Và hình như hết rồi. Bà lên trên chỗ này coi, đừng nói con rồng mà ngoài này cũng bị mấy anh hiệp sĩ giết nha. Như vậy thì mình không có cơ hội để có thể giết được rồng luôn ấy. Mình rất là muốn chạm trán với mấy con rồng này. Ủa đâu có rồng đâu. À đây đây đây, rồng nè. Cái này là rồng Ray. Ôi giời, có đồ mình chọt quá hả. Làm sao để lấy được quả rồng đấy. Mình sẽ vứt bớt quá. Mình vứt bớt cái này nè. Vứt bớt cái gì nữa ta, vứt bớt thịt nè. Rồi sau đó mình sẽ bắt đầu lấy đồ của trong người con rồng ra thôi. Hy vọng cái này rơi ra nhiều nhiều vải một xíu. Tại vì mình muốn chế tạo một bộ giáp rồng ấy. Rồi nguyên một sắp luôn nè. Hy vọng là nhiều, hy vọng là nhiều. Ừ, được có 18 thôi. Mấy cái con rồng này khá là bé thành ra. Ủa cái gì đây? Cái gì đây? Đâu ra vậy? Ui có con gì trong trong lava kìa. Ui trong lava có con gì á. Ui nguy hiểm thiệt. Mình không để ý thế nào cũng bị con đó đánh lén rồi. Rồi giờ thì mình sẽ đặt cái ba lô xuống một lần nữa nào. Đặt ba lô xuống. Sau đó thì mình sẽ cho bớt đồ vô đây coi. Ui, hiện tại cái ba lô của mình nó quá trời chật rồi. Ui nữa hả. Đi đâu vậy anh hai. Ui. Ui nó rơi ra cái blade rod cho mình nè. Wow, cái que thì mình có thể làm ra đuốc nè. Nó có thêm không gian rồi đó. Rồi nhưng mà giờ đuốc chưa thắp sáng thôi kệ, vứt luôn đi. Mình coi coi nào, cái blade rod thì mình có thể chế tạo được à cái bàn pha thuốc. Vậy gì là sắp tới mình có thể chế thuốc được rồi. Tuyệt tuyệt tuyệt. Nhưng mà bây giờ mình cần phải dọn dẹp đồ. Làm sao để lấy hết đồ trong đây cái đã. Mình có thể vứt bớt cái ván gỗ rừng này ra nè. Để nhặt lại mấy cái thịt của rồng. Ui thịt rồng nhặt không được luôn hả. À nhặt được rồi. Đó giờ thì cho hết vào trong đây thôi. Vải rồng nè. Cái lọ thì không cần. À xương rồng. Xương rồng là phải lấy nhá. Vì xương rồng rất là quý hiếm luôn. Rồi lấy xương rồng cho vào đây. Yeah, yeah. Vậy là sắp tới có thể làm được kiếm rồng rồi đó. Ui con gì nữa đây. Ui con gì đi ghê vậy. Ui mấy con này phải dùng kiếm chém mới được. Ây da. Ui may mà mình né kịp á. Ui mấy con này cũng tốt quá nhờ. Nó cũng cho mình mấy cái. Ây da. Ui. À thì ra cái tên này dám quánh mình hả. Cả gam dám quánh mình. Người liều đấy, người liều đấy. Rồi giờ chắc mình sẽ tranh thủ về thôi. Đây một hồi thế nào cũng bị quánh nữa. Còn cái đầu rồng mình tiếc quá. Không được, mình phải lấy được cho được cái đầu rồng này. Rồi, ổn rồi. Còn mấy đồ trong rương này từ từ mình sẽ quay lại để lấy sau nha. Ui hắc diêm thạch nè. Hắc diêm thạch thì mình sẽ lấy về đi. Tại vì hắc diêm thạch mình có thể chế tạo được một cái bàn giúp mình có thể nâng cấp cái vũ khí lên ấy. Này này, có thể nâng cấp lên nè. Ngoài ra coi còn gì trong đây nữa không. Ui thêm nữa nè. Wow tuyệt vời. Giờ mình sẽ tranh thủ lấy được những gì mà có thể lấy về luôn. Vàng lấy được nè. Sắt mana kết ship lấy về. Tranh thủ lẹ không thôi nó xuất hiện quái nữa thì khổ. Ô gì là trong ngày hôm nay mình tìm được một ngôi làng và có hai cái xác con rồng cạnh bên luôn chứ. Ồ, may mắn thiệt. Ồ, dù sao thì mấy bé rồng này cũng ngõm rồi. Và giai đoạn đầu này mình nghĩ mình cũng không có đánh lại mấy con rồng này đâu. Tại vì với một phát bắn trúng vào đầu thôi thì mình cũng bị ngõm rồi. Tại vì sức đốt của lửa rất là nóng ấy. Và đây còn mấy cái hạt vàng. Ok chắc bây giờ mình sẽ quay về nhà thôi. Không ở gần ở đây nữa đâu. Và ngôi làng này thì thỉnh thoảng mình sẽ quay trở lại ấy. Để coi còn rồng xuất hiện không nhá. Để mình còn chiến đấu nữa. Tại vì mình rất là muốn chiến đấu với rồng luôn ấy. Rồi giờ thì hẹn gặp lại các bạn khi mình quay trở về nhà nhá. Trên đường về thì mình có phát hiện một cái khói gì rất là kỳ lạ xuất hiện giữa hồ nè. Và giờ mình cũng không có biết công dụng của nó để làm gì nữa. Nên chắc mình không có dám đụng vào đâu. Để khi nào mình biết công dụng của nó thì mình sẽ quay lại và lấy nó về nhá. Còn giờ thì mình sẽ tiếp tục hành trình quay về nhà thôi. Như vậy sau chuyến khám phá ngày hôm nay mình có được khá là nhiều đồ tốt rồi nè. Bây giờ thì mình sẽ bắt đầu chế tạo những thứ cần thiết cho mình trong thời gian sắp tới. Đầu tiên thì mình cần phải đi lấy nước đá cái đã. Tại vì bên đây mình có phát hiện có những cái cục băng này các bạn ơi. Mình có thể đập nó ra và nhặt được những cái viên nước đá ở đây nè. Đó, giờ thì qua và lấy luôn thôi. Và thỉnh thoảng ở cái hồ của mình á còn có những cái con cá lưu ly nữa. Cho mình khá là nhiều lưu ly khi mà tiêu diệt. Ui, được 2 rồi nè.
Ui, hơn thế. Ôi, đập bốn cái ra hết bốn cái viên nước đá luôn nè. Ồ, may mắn thiệt, may mắn thiệt. Rồi, giờ thì vào trong nhà và bắt đầu làm cái máy lạnh cho bớt nóng của cái nắng mùa hè coi. Gì đâu mà nắng dữ không biết nữa. Nắng đi ra đường một xíu thôi là bắt đầu thấy anh muốn nó bốc hỏa rồi. Rồi, vào trong nhà nào. Và mía mình cũng lớn rồi nè. Giờ thì thu hoạch luôn đi để cho nó còn phát triển tiếp. Rồi, vào trong nhà và bắt đầu chế tạo thôi. Đầu tiên thì mình cần phải lấy đá cội ra. Lấy 3 viên đá cội. Kế tiếp cho vào trong này theo công thức cái mũ nè, bằng hai bên một redstone ở chính giữa đó. Mình đã được một cái máy lạnh rồi. Máy lạnh sẽ đặt ở trên cái trên cái giường ngủ mình luôn đi đó, ngủ kế cái máy lạnh cho nó mát. Kế tiếp mình sẽ cắt ra thêm một ít cái que nữa đây, sẽ để vô cây cưa và cưa ra thôi. Nó được rất là nhiều que rồi nè. Ui, đây được rồi. Rồi, kế tiếp thì mình sẽ làm một cái cần gạt nha. Tại vì cái máy lạnh thì phải có cái nguồn điện mới được. Búp. Đó, máy lạnh của mình bắt đầu phát huy rồi nè. Giờ thì đợi cho nó mát mát một xíu các bạn ơi. Tranh thủ uống miếng nước luôn coi. Đó, kế tiếp thì mình sẽ sử dụng cái số hắc diêm thạch nhặt được trong cái chỗ của hang rồng. Và bây giờ thì mình sẽ chế tạo thêm một cái anvil nữa để mình có thể nâng cấp lên đấy. Hình như trong nhà mình hết sắt luôn hay sao rồi. Hy vọng là còn sắt, chứ giờ hết sắt là hơi khó. Biết có đủ để làm mấy khối sắt không ta? Ồ, vừa đủ. Hên quá. Vậy là mình có thể làm được một cái anvil rồi. Một cái anvil nè. Kế tiếp thì mình cần phải nung đá ra thêm. Tại vì để làm được một cái bàn nâng cấp vũ khí thì mình cần phải có những cái cục đá nhẵn ấy. Và coi nào, gỗ thì mình sẽ lấy ra một ít nữa để nung mấy cái đá này lên. Mình cần khoảng 3 cục thôi, 3 cục đá để làm được cái slab. Và mình có sẵn cái bàn chế tạo rồi. Công thức của nó khá là đơn giản. Đây, nó 2 hắc diêm thạch, 2 cái slab, 1 anvil và 1 cái bàn chế tạo thôi. 2 cục đá rồi nè. Úi. À không, mới 1 cục thôi à. Và cái này mình cũng phải canh nhá, tại vì nếu mà lạnh quá thì mình cũng sẽ chết cống ấy. Và coi nào, kiếm của rồng thì từ từ mình sẽ chế tạo sau. Tại vì để chế tạo được nó thì mình cần phải có được xem nào, cái máu rồng đâu rồi. Đây, máu rồng, và mình cần phải có một cây kiếm xương rồng nữa ấy. Và kiếm xương rồng thì mình cần phải có cái Witherbone kìa. Cái đó thì hơi khó một xíu. Rồi, đá đã nấu xong. Bây giờ mình sẽ đổi ra slab và bắt đầu chế tạo luôn thôi. Công thức nó là như vậy. Bàn chế tạo dưới, cái đe ở trên. Ta-da! Và cái cấp độ xây dựng cần phải ở mức 8 mới được. Mình chỉ mới mức 4 thôi, nên bây giờ mình sẽ nâng nó lên luôn. Úi! Mình thiếu cấp độ rồi. Mình còn thiếu 3 cấp lận. 3 cấp thì chắc mình sẽ ra đây để làm nông dân một xíu thôi. Tại vì khi mình gặt lúa thì nó cũng sẽ cho mình kinh nghiệm ấy. Lên cấp 6 rồi nè. Thu hoạch hết cái mớ lúa này, chắc mình sẽ lên được cấp 8 như chơi á. Rồi, giờ trồng lại luôn thôi nào, để cho nó còn lớn và mình ra thu hoạch tiếp. Trồng xuống. Đó, lên cấp 7 rồi nè. Rồi, cố lên một xíu nữa thì chúng ta đã lên được cấp 8 rồi. Và chắc sắp tới mình sẽ nâng cấp cái ruộng lúa này lên đó. Tại vì farm lúa cũng là một cách để mình có được kinh nghiệm rất là dễ dàng luôn. Không cần phải chiến đấu chứ cho mệt nhọc hết. Rồi, thu hoạch xong rồi. Giờ thì mình sẽ nâng cái building này lên cấp 8 nè. Đó, giờ thì mình đã có thể đặt nó xuống được rồi đó. Và cái này nó sẽ có một công dụng rất là thần kỳ luôn. Nó sẽ biến những cái dụng cụ mà có cái chất lượng không tốt á thành những cái dụng cụ tốt hơn. Nhưng mà mình cần phải tốn một ít cái nguyên liệu. Giờ thì chắc mình sẽ dẹp bớt cái nào ta. Cái máy lạnh này mình chắc mình sẽ dời chỗ khác đi quá. Để đây hơi choáng chỗ. À, mình đặt cái chỗ tắm này ra đi. Mình sẽ đặt cái máy lạnh ngay đây luôn nè. Dời cái cần gạt qua đây một xíu. Rồi, bật lên. Đó, còn cái đồ nâng cấp vũ khí mình sẽ đặt ngay đây. Rồi, kế tiếp thì mình sẽ cho cái dụng cụ mình cần nâng cấp lên đó. Chẳng hạn như cây kiếm của mình. Ủa, cây kiếm đâu rồi ta? Ủa, mình vứt cây kiếm đâu rồi? Ui, hình như mình vứt cây kiếm nó mất tiêu rồi. Oh no, cây kiếm của mình. Rồi, mất cây kiếm rồi ta. Ủa, tự nhiên thu hoạch một hồi cái mất cây kiếm à. Ủa, kỳ vậy. Đây có nè. Rồi, mất cây kiếm nhật rồi. Ôi, kiếm nhật của mình. Cây đó nó cũng rẻ thôi, nhưng mà dù sao nó cũng được enchant ấy. Uổng ngay luôn á. Rồi giờ mình sẽ dùng tạm cây kiếm sắt này đi. Và cây kiếm sắt này thì mình có thể cho vô đây nè. Sau đó cho thêm một sắt vào để mình đập ra ấy. Hiện tại thì chất lượng của nó là raw đúng không? Mình sẽ đập một cái nè.
Cái này nó còn phụ thuộc vào độ may mắn nữa. Giờ nó xuống quốc liệt rồi nè. Đặt một cái nữa. Rayful. Wow, cộng 15% attack speed. Wow, như vậy thì sẽ đánh rất là nhanh luôn. Tốt tốt, tạm ổn rồi đó. Kế tiếp là cây cúp của mình. Mình sẽ nâng cấp sao cho nó tốt hơn một xíu nha. Hiện tại thì nó bị giảm cái sức tấn công á. Mà cái đó thì mình cũng đâu có cần đâu. Đập lại một cái nè. Wow, sweeping nè. Tốt nè, cái này thì tốt. Và cây rìu cũng vậy luôn đi. Đập cho nó tốt hẳn luôn. Coi coi. Rayful, lại thêm một cái Rayful nữa. Như vậy thì mình đã có 3 dụng cụ Rayful rồi nè. Nhưng mà mình chỉ tiếc cái kiếm của mình là nó đâu mất tiêu rồi ta. Ồ, kỳ lạ thật. Mà cây này nó cũng cần phải nâng cấp lên nè. Để mình nâng cấp nó lên luôn đi. Hiện tại nó chưa có cái chất lượng ấy. Bước một cái nè. Legendary. Cái chuyện của mình lên Legendary luôn rồi. Mình có thể dùng nó để chiến đấu á. Wow, vũ khí huyền thoại nè. Được, được, được. Rồi, giờ mình ra đây coi mình có vứt nhầm cây kiếm xuống đây không ta. Ủa, tự dưng mình mất hết cây kiếm nhật rồi. Ôi, uổng ghê luôn á. Kiếm nhật thì mình cũng có thể chế tạo được. Katana. Đây công thức của nó nè. Mình cần có silver hoặc là sắt thôi ấy. Cũng rẻ thôi nhưng mà... dù sao nó cũng đồng hành được gần một ngày rồi. Mà không sao, để sắp tới mình sẽ chế tạo thêm một cây mới nha. Rồi, như vậy trong ngày hôm nay á thì mình đã có một chuyến khám phá rất là may mắn khi mà tìm được hai xác của con rồng lận. Và mình cũng đã có được một cái máy lạnh để trong nhà nè, một cái bàn để mình có thể nâng cấp cái chất lượng vũ khí lên, cũng như là mình có thêm được một ít cái đồ của rồng rồi. Sắp tới thì mình sẽ chế tạo đồ của rồng cho nó xịn hẳn nha. Và cảm ơn tất cả bạn đã xem video này. Hẹn gặp lại tất cả bạn ở những tập tiếp theo. Còn bây giờ thì bye bye.